Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, cùng bạn bè năm châu quốc tế tiếp tục bóc phốt. Lại tiếp tục bóc phốt mấy ông Trung Quốc thầm quá. Nhưng lần này thì em không kể nữa, em không kể dài dòng như lần trước, ngắn gọn thôi, không nói nhiều. Ngắn gọn thôi. Thì trước mặt các bác đây là một cặp xúc JBN Reader 118. Hàng đã qua sử dụng bên Trung Quốc, hàng lưu cữu. Tại sao nói hàng lưu cữu? Bởi vì nó như này. Hàng này là anh em bên Trung Quốc người ta dùng rồi. Đấy, xong là chuẩn bị khi về đến Việt Nam thì có mấy sếp đặt cọc, nhưng mà chuẩn bị bàn giao thì mấy ông đặt cọc kia vỡ nợ hoặc là như nào đó, vì nguyên nhân nào đó thì là bỏ cọc, như là bỏ nô đất vậy, đặt cọc nô đất nhưng không nhận nữa, không đủ tiền ôm nữa thì gọi là bỏ cọc. Đấy, như này cũng thế, nhà hàng lưu cữu. Đấy, mà tiếp theo nữa là loại như thế này. Cái này nếu mà các bác nhìn qua thì là thừa biết rồi, cái keo của nó keo zin của nó mỏng dính. Còn đây này, đây này keo này nó dày cộp nên mà nhìn trông nó hơi nham nham nhỏ nhỏ. Con này là bị làm lại này, nên là nô này em lấy về, em nói thật, em lấy thì được giá rẻ, nhưng về đến đây thì bắt đầu mới tá hỏa ra thôi, chết đò rồi, lại không biết thế nào rồi. Thì hỏi ông chủ hàng bảo anh cũng không biết hàng nó về sao thì nó như vậy đấy em ơi. Thì cái này em bán giao lưu các bác nhá, bán rẻ thôi, không nói nhiều, bởi vì hàng làm lại. Các bác nào mà lấy một đôi này thì em xin báo giá là 19 triệu một đôi này. Hàng đã được làm lại, còn không biết là làm lại phần gì. Có thể làm lại côn, có thể là nắp nó đánh, nó bay nắp ra dán lại. Đấy, có thế thôi. Đây nha, sức 50 từ 19 có 16, model là 2043G, Magin Mexico. Đấy, cái này cũng Mexico luôn, cái này có vết keo đây, hình như là nó đánh nơi nào rơi cái nắp này ra, rơi miếng nhôm này ra, xong là người ta gắn keo lại nhìn trông nhanh nhất. Đây keo nữa này, đây keo là con này bị vỡ từ nữa này. Thì bán cho các bác giao lưu là 19 triệu một cặp, bao ship tặng dây giáp phụ kiện đầy đủ. Đấy nha, bán rẻ hơn thị trường tận 4 triệu đồng, bởi vì hàng làm lại, không nói nhiều. Bởi vì nếu mà em bán rẻ nữa là kênh YouTube của em sẽ bị sập. Nói nhanh các bác là thế, còn các bác muốn thương lượng thì gọi điện trực tiếp, không báo giá qua video. Ok chưa? Đấy, còn các bác mua lẻ một chiếc, anh mua một chiếc chụp bán thật, mua thật thì anh mua một chiếc thì là 10 triệu một chiếc, bao ship tặng dây giáp phụ kiện đầy đủ cho các bác. Cước phí vận chuyển nó mất là tầm 500-600 nghìn rồi, còn tặng dây nữa, cả cước cả dây cả công việc các cái nó vào tầm 700-800 nghìn trên một chiếc. Đấy, nhưng mà em vẫn có tí lãi nếu mà giá thế. Còn nếu mà gọi là bán bằng giá gốc mà bán thanh lý thôi, các bác gọi điện trực tiếp bảo em ơi, anh là thợ, anh mua về anh như này anh như thế kia, hoặc là các bác là dân chơi bảo thôi chú thanh lý cho anh giá đây này giá thế kia, các bác đến trực tiếp tận nơi thì em có giá tốt cho các bác. Chứ còn báo giá qua điện thoại xong là các bác bảo là ừ thế thôi để anh xem đã, không có chuyện đó đâu, được chưa? Chết dở, mua hàng xịn mà toàn bị thế này thì vỡ hết mồm rồi. Thế thành ra là kênh bị mang tiếng là thằng này bán toàn hàng vớ va vặn rồi. Em rất muốn là có những cái hàng cực kỳ xịn để giới thiệu với toàn thể các bác, mà còn nguyên zin nữa. Đấy, nhưng mà về đến đây thì không biết là phải vĩa hay là thế nào, nó toàn bị này thôi. Đấy, 19 triệu một đôi, bao sống cho các bác. Đánh dung máy tôn hàng xóm bình thường, đánh tiếng rất là hay nhá. Vâng, em có test thử một đoạn ngắn thì nói chung là con này tiếng hay, không chê được. Bộ đèn là dị giấy 118S Magen Mexico JBN này, 16 này, con này chắc là model 2016 này. Còn ngoài thùng nó chấm là 2017. Đằng sau của nó Magen Mexico nhé. Các bác nào quan tâm, các bác chốt một chiếc cũng được, các bác chốt một đôi cũng được. Giá có thể thương lượng, thương lượng trực tiếp qua số điện thoại. Bảo em ơi, con này nó như này này thì anh lấy cái con bị sất từ này, anh lấy cái con từ nó đẹp này thì giá thế nào? Đấy, hai con giá làm lại rồi. Đấy, được chưa? Bởi vì nếu mà hàng nguyên zin em không được phép bán rẻ hơn anh em cùng bán. Dù 500 nghìn cũng không được phép bán rẻ hơn, đấy là giá công khai. Còn được thương lượng giá thì các bác liên hệ trực tiếp. Em nói thế thôi, bởi vì bây giờ làm ăn anh em để ý nhau từng tí một. Ông bán rẻ hơn thị trường vài ba triệu là nó có vấn đề rồi. Còn hàng bên em nói thật nhá, về sao nó quay vậy? Hàng sửa, hàng zin. Được chưa? Không làm ăn bồn áo. Các bác xem kênh thì biết rồi. Có sao mà nói vậy, rất là chân thực luôn. Đấy. Hàng này thì em ôm được giá hơi bị rẻ luôn. Nên là các bác nào mà vì anh em thợ nào, anh là thợ, cửa hàng của anh đây như này như kia, anh ôm được. Về anh làm cho thợ làm lại, hoặc là anh mua côn màng xịn về anh làm lại thì là có giá tốt cho các bác. Giá rất tốt luôn. Được chưa? Thế còn em cũng không biết là nói như thế này đâu. Thì cũng không để ý, bởi vì
ở bên Trung Quốc họ báo là em ơi có ôm không, ôm thì chuyển khoản đi thì còn hàng đấy, còn nếu mà không thì không biết được đâu, thì cũng vội bảo ông mở đấy rằng ui không phải mở em ơi, là hàng nó về nó như thế chắc là nguyên zin đấy. Thế cuối cùng nó bị như này. hàng thì mấy ông sếp bảo là hàng ơi hàng về chắc là nguyên zin đấy em ạ, ôm nhanh thì ôm đi, còn không anh bán cho người khác đó. Đây nhìn kèo nhoét nhoét này, còn keo zin của nó mỏng dính, keo zin của nó chỉ tí thế thôi. Đấy, con này thì này vỡ mồm không chứ này, vỡ mồm còn gâu gâu rồi. Rồi, các bác nào quan tâm thì trực tiếp nhá. Giá thì 19 triệu một đôi bao ship, có được phép thương lượng. Một chiếc này là 10 triệu một chiếc, được phép thương lượng giá. Vỡ hết cả mồm cả miệng. Mang tiếng bán kênh bán hàng chất lượng và chân thực như này mà thật quá các bác kẹt. Nên là các bác gọi điện ủng hộ nhiều vào nhá. Anh em thợ nào ôm được thì ôm nhá. Em chỉ nói thế thôi. Nếu mà hàng nguyên zin thì nó là khác hoàn toàn, còn hàng mà sửa chữa rồi em chả sợ. Bởi vì lấy về để trải nghiệm xem là cái chất âm của JB nó làm lại nó như nào, còn nếu mà JB zin của nó thì nó đánh như nào. Đấy, thùng bên trong còn đẹp sáng choang. Đấy, thùng bên trong còn đẹp sáng choang, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, có sao này em nói vậy nhá, không thần điêu đại hiệp đâu, không bán hàng bồn áo đâu. Các bác xem kênh nào thì xem kênh của em là bán hàng thật nhất nhìn YouTube. Hàng sửa rồi, nói hàng sửa rồi, em về em kiểm tra rất là kỹ. Về mở nắp là thôi chết rồi, vỡ mồm rồi. Sao keo nó tè tét này. Thôi cái hàng này thì không báo cáo lại với chủ đầu tư làm cái gì cả. Báo cáo chủ đầu tư ạ. Thế đi. Không lấy được thì em đóng vào em gửi lại cho anh. Dạ hôm nay cháu bận rồi cô ơi. Vâng. Đấy, bây giờ mà rửa xe nữa là nhiều việc lắm các bác ạ. Đấy, ok thì, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Bây giờ nắp lại vào đánh nghe thử xem nó có ra cái gì không. Thôi cái này hàng không làm clip test nữa đâu nha, chân thực luôn. Hôm nay không làm clip test cái con loa này đâu. Còn anh em thợ nào mà thích thì đến tận nơi mà đấy, hoặc là thích thì em gửi video test cho, nhưng mà gửi video cũng bình thường. Đấy.